rồi mà kể bị chuyện là bà chú Lan là có người cháu mà cháu thế Lan nó mà các con là dược sĩ nổi tiếng lắm mà tự nhiên nó làm cái gì phi pháp mà để lấy lại bằng cái gì nãy chú chào mọi người kìa. Chào mọi người. Cháu trên chú đèn quá. Thích tắm biển lắm. Thích tắm biển đi vui lắm, mê lắm. Ôi, đồ này anh vẫn đi gửi bưu điện, gửi thư điện. Anh nghỉ rồi. Ồ, nghỉ lâu chưa? Nghỉ lâu, anh nghỉ được 2 năm về cái vùng mà. Anh nghỉ rồi, anh không làm. Ồ, tại sao vậy? Đau lưng. Ồ, vậy hả? Là cái đau, là cái vác mười mấy năm rồi, vác đau lưng chung rồi. Đấy là ý, đấy là bây giờ anh làm gì nhỉ? Cũng đứa, cũng đứa. Mấy chị là làm bác sĩ. Cũng xong rồi đâu, ở trên cái nhà. Đúng thoải mái chút. Đúng rồi, đúng rồi. Có con nhỏ cũng đợi tí. Đúng rồi, đúng rồi. Về cái thuốc men những gì cũng biết. Ở chợ trước kể là quên. Lâu chưa? Lâu rồi. Nó bán, nó bán lâu phải đến 7-8 năm nay rồi. Sao có kẻ? Hả? Trời, chứ có gì mà qua bên sân xe ăn đồ này, nhiều tiệm ăn ngon lắm, có lẩu, có những cái tiệm chuyên môn chỉ làm lẩu, có những cái tiệm chuyên môn làm nấu nó ốc. Nó còn cách đây 10 năm, bây giờ 10 năm sau nó có phát triển nhiều hơn. Trời nhiều nhiều khu á, mới tinh này kia mà gần như 99% là người Việt Nam hết. Trời ơi. Đúng là đó. Mà là mê quá đó, bây giờ người làm chắc không kịp á. Đông lúc nào cũng đông. Trời ơi, đau quá. Đông lắm. Mà cái đó miền Bắc Cali còn dưới miền Nam Cali còn đông hơn, còn đông hơn nữa. Họ dùng là bị hết. Họ dùng là bị làm hết. Đúng rồi. Tức là vợ, tức là bà sang nước Mỹ nha, cũng khó em không biết nếu mà em muốn sang nước Mỹ anh phải xin quốc tịch này kia cũng khó nha. Cái cô Trâm này là cô ấy làm cho cái tiệm xây mạc à. Từ cái lúc mà em còn chưa em vừa mới đặt chân sang đây đâu nha, cái nhà mới đóng mấy chục năm, 35 năm rồi. Passport chứ? Passport visa. Visa. Em nghĩ nó không có đó, bởi vì Na Uy là Mỹ rồi, thân nhau mà. Visa là đi xung. Cần đâu đâu mà passport thôi. Cần. Em không có rằng về cái đó. Là, em nghĩ là đâu cần đâu, bởi vì người Na Uy họ đồng minh là với lại Mỹ nên là đâu có sợ gì đâu. Người đó thì em không có rằng. Nó đuổi cô